Cô ừ, ơi ờ, Ôi ôi ai đó rồi ờ, ờ, sao nằm đây Con lâu con Sao lên đây <laughs> Bệnh mấy ngày nay rồi con ơi nha Anh nhân bố cô nó bỏ cô nó đi mất tiêu rồi Dạ bà Chú Lê nha. Thân Thiện kêu con lên đây thăm cô Gửi cô ít tiền Thăm à. sức khỏe Rồi cảm ơn nha trời ơi sao hả? linh tính đâu á chắc đã đồng giao khắc cảm khắc khổ đâu <laughs> mới nhớ đến nó mới nhắc đến tên em kính chào bà con cô bác trên kênh youtube của lê đăng thiện và kính chào mọi người trong và ngoài nước em mới nay em không biết bao tử chắc lúc trước em em không ăn không uống gì đầy đủ quá quý vị đi siêu âm rồi nhưng mà chưa có thấy ra bệnh sợ không biết rằng có giấy ông thứ hai đi chắc phải đi nội soi ừ. nó đau nó sụp 10 ngày nay rồi nằm một chỗ đây giờ nhà cửa bê bối quá quý vị thông cảm nha coi đừng có like, em con đàn bà vô giấy vẫn hiểu mà đau quá rồi là phải chịu bó tay thôi thì không làm gì được hết á rồi mấy ngày nay rồi nghe nghe tin là uh, ân nhân của em chuẩn bị uh, rời khỏi Việt Nam đây nữa buồn càng buồn thêm không biết đi đâu vậy con? À, con cũng không biết nữa cô. không <laughs> đi đi đâu con không chịu. Hè nói ông, ông ông nói ông chia tay mẹ con chị chờ giấy tờ chị lâu quá. Đáng nhẽ là giấy tờ hả? em chờ chị đi xong rồi em mới đi mà giờ chờ giấy tờ của chị sao nó lâu quá thôi em đi em không chờ chị nữa đâu bây giờ thôi kính chúc ở lê tân thiện và gia đình đi gặp được mọi sự bình an và may mắn trong cuộc sống viên mãn mọi điều tốt đẹp để cho nếu mà như vậy cho con cái có tương lai thì chúc cả nhà vui vẻ bây giờ ở em này mấy ngày nay mưa gió quá rồi bao tử rồi cũng nằm chầm bẹp đây hơn hơn 10 ngày rồi đi bác sĩ tư rồi đi bệnh viện bây giờ nằm viện thì lại phải dắt con đi theo vì cháu giờ em đâu có bỏ được đâu quý vị nói nói vậy chứ còn cái cái ví dụ cái người mà người ta tỉnh á, thì 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 um, nó khác còn cái người mà nó đau ốm bệnh hoạn nó giống nó què nó quặt nó nó ấy cái chân á thì mình nhìn thấy nhưng mà trong cái thần kinh của nó thì bác sĩ cũng nói rồi đâm ra nó cũng có những cái nỗi khổ của em uh, con cái thôi cái nghiệp cái số của em nó làm sao đó thì em chịu em lên đây thì cũng được anh em bà con cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước người thì tinh thần người thì vật chất nói chung là trước sau gì cũng vậy thôi chứ hiện tại thì không phải là, là mấy youtube quay em là để kêu gọi nhân quý vị mà mấy youtube kêu em là cũng như là biết được cái cuộc sống của mẹ con em hàng ngày có gì để thay đổi có gì mới thì ví dụ quý vị giúp ai thì quý vị cũng muốn người đó đi lên người ta cố gắng người ta làm ăn người ta phấn đấu giúp nghẹt chứ chẳng ai giúp nghèo con em nó như vậy thì em chịu cái nghiệp của em em chịu thôi cháu thì bác sĩ cũng đã nói rồi nó phải từ từ rồi cái thần kinh đó thì em cũng đã nói rồi nó vướng vô cái hệ lụy của xã hội nó không đáng kể chứ không phải là nó vô cái con đường mà mà đi sâu vào máu hay là đi sâu vào ấy thì nhưng mà cái lời người ta nói thì nói xã hội mà ai muốn nói sao thì nói mà nói chung là mình là con người thì cũng, cũng buồn cũng mặc cảm thì con mình mình sinh ra vậy ví dụ đẻ ra mà nó tật nguyền á thì mình đã xác định rồi. còn đây là đẻ nó ra nó không có sao hết mà từ ngày cha nó chết xong rồi em này đi làm hồ năm 2018 đó là em bị niệt hết 8 tháng quý vị ơi em bị thoát vị đĩa đệm chèn dây thần kinh em đi làm phụ hồ để nuôi con á thì um, em làm nặng quá rồi em bị 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 liệt hết nửa người bên tay tay, tay trái em là hết 8 tháng trời. Thế em đi điều trị sau rồi cũng không biết là ông nào ông chích cho em đứng lên đi được á quý vị. Vì em đi một ngày lúc đó em mượn tiền của của thầu á, em đi một ngày em chích ba ông đặng. Em canh thời gian em chia thời gian nó cách ba bốn tiếng đồng hồ em đi em quỳ nãy ta chích cho em để em em khỏe mạnh em làm em nuôi con em thôi em lên đây em kể cho quý vị nghe quý vị biết chứ không phải là, là à, bà này bà đi lao động bà này bà kia ai cũng phải làm hết á người ví dụ người thì làm tay chân người thì làm đầu óc mỗi cái nó mệt của mỗi mỗi một công việc chứ không phải là làm chỉ có ăn không ngồi rồi thôi thì mới, mới sung sướng thôi mà cũng chưa chắc sung sướng đâu quý vị chứ chỉ có những dạng chẳng hạn như con em á bại não á cái não nó như vậy nó không biết nó không hoạt động nó không ấy thì nó, nó mới, mới khỏe thôi chứ còn những cái con người mà biết bình thường như mình đây biết bưng cơm ăn biết nhận xét còn tỉnh táo thì cái gì nó cũng mệt mỏi nói chung nó rất là mệt mỏi thử thôi nếu mà mẹ con em mà trong thời gian qua cũng nhờ kênh youtube của chú lê thanh thiện đã là một cái nhịp cầu nối đưa đến để gặp được mọi người giúp đỡ mẹ con em như vậy thì em luôn luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều em ghi nhận và luôn chân thành cảm ơn ví dụ quý vị giúp em chén cơm thì em đi ra đường thì em sang sẻ được cái gì thì em sang sẻ nhưng mà tính em làm em không có thích nói em thích là những cái gì em làm với cái lương tâm em thôi quý vị chứ em không 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 thích phô lên không thích nói ra làm chi nha quý vị nên là À, ngày hôm nay em hiểu ra rồi những ai ngồi nói em chửi em em không muốn là vì cái câu chuyện của mẹ con em mà khẩu nghiệp quý vị thấy thời bây giờ không thiên tai đủ thứ bệnh tật hết nên là bệnh tật thì nó đâu có trừ một ai đâu đâu có nói đâu 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 có nói là ờ thôi hả nó tới với mình là mình xin nó một vài tiếng để mình tụng kinh hay mình đi hả đi cầu xin chúa hay đi nhà thờ rồi 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 hãy bệnh hãy chết đâu không có đâu quý vị thành thử ra thôi em chỉ biết là kính chúc bà con cô bác trong và ngoài nước mọi người được bình an vui vẻ chứ còn đau đớn như em đây 10 ngày thấy nhìn em bữa nay nó sơ sắc lá học hạch nhìn giống như con con, con ba cây vậy có ăn uống gì được đâu. Không ăn vô nó ăn vô là nó nhói, nó thốn, nó đau, nó khó chịu nó đúng là đau cái chỗ nào nó cũng 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 mệt mỏi hết chứ không phải là tôi nói đau răng thì kêu thôi đừng nó đau răng, thả đau cái tay, cái chân, đau cái chỗ nào nó cũng khổ. Nữ à, ngày hôm nay con em em mới xin cháu đi làm phục vụ ở quán cà phê 6 tiếng đồng hồ một ngày thôi. Nhưng mà vô thì cũng đang cái chỗ anh này mới mở thì em cũng xin cho cháu làm để tập tành như vậy cho cháu giao lưu á nhưng mà không biết được mấy bữa nha quý vị. Thì em có cái gì em nói cái đó chứ em không biết giấu. Đó thấy không? Tên tuổi này kia em cũng đọc tót mắn heo ra chứ không như người ta người ta đọc cái tên hoặc cái họ thôi chứ người ta cũng không nói ngày tháng năm sinh làm cái gì con em em không có biết. thành thử ra quý vị thì thôi không mất gì lời nói một nơi cầu nguyện một nơi động viên một nơi kích lệ tinh thần em để em sống em nuôi con em thôi em nói thiệt nhưng em chết đi rồi em không biết là nó ra làm sao nhưng mà có gì em nhắm mắt xuôi tay thì em cũng xin bà con cô bác thương chỉ dẫn đường cho cháu sống em cũng, cũng mong sao mà lê thân thiện nếu mà chị không còn ở trên cõi đời này nữa thì chú lê thân thiện đừng có bỏ cháu tội nghiệp cháu nha đó thì chú cũng biết là cháu thiếu thốn tình cha rồi đó cái đứa thằng nó sống rất là tình cảm chứ không phải là nó là cái ấy nó lúc ba nó còn sống là nó cũng là một sinh giỏi toán với này anh văn đó quý vị nhưng mà đến khi cha chết cái đổ đốn ra như vậy đó quý vị thấy không đâu có ai muốn đau lòng lắm chứ em đây là em nói thiệt em cố gắng lắm nhưng mà đúng là tới ngày quỵ xuống là quỵ thôi chứ còn không phải là muốn đau ốm bệnh tật đâu Ừ, thành thử ra thôi em cũng chỉ mong mọi người được bình an trên toàn thế giới này là mọi sự an bài thôi nếu mà em cầu xin Chúa nếu Chúa thương Chúa ấy Chúa cất con đi cho nó nhẹ nhàng đừng hành hạ cái thân xác con vì tiền bạc không có con cái con thì khờ khạo nó chẳng biết gì hết Chúa trao con cái gì thì con nhận cái đó thôi chứ con không ấy nhưng mà con phải đủ sức khỏe thì con mới con mới đồng hành được những cái gì để chúa trao chứ không phải nè em em là đứa con ngoại có đạo nhưng mà không phải là con ngoan đạo đâu chúa quý vị em bỏ đạo em cũng lâu lắm rồi nhiều khi em thấy nhiều người đi nhà thờ bận cái áo dài thiệt đẹp đi vô nhà thờ vậy đó mà người ta thông công á giống như cầm cái giỏ đứng ở ngoài thông công để làm gì cái trời đất ơi có cái cô đó cô bỏ vô ngàn lẻ cái đưa cái giỏ vô nhìn xong rồi ngó cái chè môi chè mẩy mà tính em, em vô em thấy mấy cái đó em trướng mắt em vô em nói liền à bữa đó em đi nhà thờ ở, ở gần đây nè không nói nên được ở gần đây em thấy như vậy em em quay vô em nói trời đất ơi đã đi thông công thì đâu có phải là ít nhiều đâu cái chuyện cái tấm lòng của người ta thôi mà sao chị hả chị chè cái môi chị thấy ớn rồi thôi, bởi vậy thấy không cho nên là đừng nói gì đến đạo đạo nào cũng về một cõi hết đạo nào thì mình cũng 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 cũng, cũng sống tốt rồi mình lên tiếng đàn như sống như em đây chắc em xuống quả ngục kiếp này chắc em xuống quả ngục đó quý vị <laughs> nặng nợ quá mà là... thôi em cũng kính chúc bà con cô bác ở được nhiều sức khỏe bình an vui vẻ còn mẹ con em hôm nay nó là như vậy đó em đau bữa nay nó cũng mấy rồi nhưng mà nó không đỡ đây chắc mình phải đi nội soi đâu quý vị mẹ em sợ đi nội soi quá ở Việt Nam mình nội soi sống á, nội soi không gây tê không gây mê gì đó thọt chuột chịu đó chắc nó đau, không biết sao từ đó đến giờ em chưa đi khám nội soi quý vị ơi, thử nghe nói cũng sợ quá mày không biết sao ngày mai thứ hai đây chắc phải đi nè. rồi cũng cảm ơn uh, chú Lê Đăng Thiện và cảm ơn um, bà con cô bác cảm ơn mạnh thường quân ở uh, Gò Vấp hay là ở Bình Thạnh gì đó thì uh, đã hỗ trợ. À, cho chị được một triệu để uh, chị đi khám bệnh cảm ơn cô rất nhiều chúc gia đình và mọi người sức khỏe nha và em cũng xin tạm biệt để <laughs> nói bây giờ không không nói được uh, dài dòng giống như ngày xưa <laughs> bây giờ đúng là sức nực đã, cây nó yếu nó tàn rồi quý vị thiếu ăn quý vị trồng cái cây mà quý vị không <laughs> tưới nước á nó cũng cằn cội nó chết rồi à. con người mình cũng vậy. giờ em là tàn theo năm tháng đó quý vị ơi già rồi giờ có tuổi rồi này con đừng dậy nữa thần kinh em cũng thần kinh đây là em đổ cốt thép bê tông rồi nó mới dày chứ không có em cũng khùng khùng điên điên em cũng hơi manh man tưởng tưởng đó. đôi lúc em cũng ngồi em coi nãy em cũng nghĩ là em bị khùng á anh thử ra hả mong quý vị hả thương em thương cho chót chứ chết đi hả giàu với nghèo là đã khi mà xuống đã khi nìa khỏi cái cái cõi đời này rồi thì ai cũng như ai hết rồi quý vị chẳng mang được cái gì hết thôi em xin tạm biệt và chào bà con cô bác ở đây nếu mà có gì mới mẻ về giấy tờ của mẹ con em thì em sẽ thông báo cô cũng cảm ơn con nha chúc con nhiều sức khỏe ha ok bye bye